Ở đây thì mình đang có một con ạc của một bạn khán giả gửi cho mình. Rất đáng tiếc là con ạc đã bị kẻ xấu chiếm ạc các bạn nhé. Đây là con ạc có sẵn rất nhiều vàng và kim cương, 435.000 vàng và 9.800 kim cương các bạn nhé. Và nếu như rơi phải trường hợp tương tự như thế này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Thì cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Rồi, và đây là con ạc của chúng ta. Một con ạc trắng có sẵn rất nhiều vàng và kim cương. Đằng nào chúng ta cũng phải phá con ạc này đi các bạn nhá. Bởi vì kẻ xấu thì trước sau gì người ta cũng phá thôi. Nên là tuyệt đối chúng ta không nên để lại những con ạc đã bị sạc như thế này, mà chúng ta nên phá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ra scout để mua xem có cầu thủ nào ngon và nâng cấp luôn các bạn nhá. Chúng ta sẽ phá hết số vàng và kim cương này đi. Sau đó chúng ta sẽ reset sau các bạn ơi. Đầu tiên thì mình tìm ra được cụ tranh Luka Modric các bạn nhá. Modric mà siêu phẩm đẹp nhất thì sẽ được 3 dòng 100, con, pass và thể lực. Đầu tiên chúng ta đập quả tách xanh, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vào con và pass, hai chỉ số chính của technical các bạn nhá. Nhưng phát tách xanh này thì lại vào shot và tắc rồi. Tiếp đến là hai quả tách trắng này. Tiếp tục đổi tách xanh, lần này thì dính được vào pass. Thể lực 86. Tiếp tục đổi tách xanh, quá hay. Tiếp tục là con và pass. Pass chúng ta đã lên 100 rồi. Đây rồi, con 98. Tiếp tục tách xanh nào. Nổ có rách thật ra các bạn ơi, hơi đáng tiếc. Và đến bây giờ mới vào con lên 100. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang fit. Nhưng mà ở đây rồi, Cam đã vào rồi đây các bạn ơi. Cam đang vào phá chúng ta rồi. Dự là sẽ một ngày nâng cấp cầu thủ khá là khó khăn, khi mà tình huống nâng cấp sẽ phải gián đoạn khá nhiều như thế này nếu như mà Cam vào liên tục các bạn nhá. Không biết như thế nào thì các bạn cùng theo dõi đến cuối video để xem diễn biến cụ thể. Đấy rồi, vào 91 rồi. 92. Tiếp tục đổi fit xanh, hay chưa, vẫn là dính thể lực lên 94. Và 95, cơ hội chúng ta có 3 dòng 100 cho cụ tranh rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đổi luôn một quả fit vàng. Ui, fit vàng nổ Black thật nào. Nhưng các bạn có nhìn thấy gì không? Thể lực của chúng ta được cộng 5 liền các bạn ơi. Rất bất ngờ. Và chúng ta đã có luôn 3 dòng 100, quá đẹp. Siêu phẩm cụ tranh các bạn nhá. Một tình huống nổ rất may mắn. Ui, lại vào rồi đây này các bạn ơi. Và chúng ta lại tiếp tục đi ra để kích thiết bị Redmi này ra. Tiếp tục với Luka Modric. Phát cuối cùng thì lên tăng tốc, lên 85 mất rồi các bạn, 82, 85. Nhưng vẫn quá đẹp các bạn nhá. Với 3 dòng 100, nếu như mà Cam vào liên tục và vào nhanh thì sẽ kích được chúng ta ra. Mình thì không có liên kết nên là không vào lại được. Chỉ có bạn khán giả, bạn ấy đang còn liên kết thì sẽ đăng nhập lại được các bạn nhá. Thì lúc đấy chúng ta lại phải xin lại code thì mới vào lại được. Nhưng như thế sẽ hơi mất thời gian. Nên là chúng ta mà thấy Cam vào thì sẽ cố gắng kích ra thật nhanh. Gundogan thì có thể nâng được 3 dòng tốc độ tăng tốc thể lực 100 là đẹp. Nhưng mà chỉ số hơi khó nâng so với việc là chúng ta nâng 3 dòng tích con phát sóc 100. Nên là chúng ta sẽ nâng tích các bạn nhé. Con và tắc phát thứ 3 cũng vậy. Shot 90 rồi. Và tiếp tục con hàng Redmi lại vào rồi các bạn ơi. Lại nhanh tay ra để kích. Rồi, vẫn kích kì. Và chúng ta tiếp tục nâng. Ok rồi, chúng ta đã có 3 dòng tách 100. Rất đẹp rồi nha, nhưng mà phát cuối cùng khi mà đổi lên fit, thể lực chúng ta không lên được 90. Hơi đáng tiếc. Thể lực dừng lại ở 89. Và tiếp đến là Marquinhos. Có khá nhiều bạn yêu cầu Marquinhos 82. Khi mà con hàng này cũng rất là ít người chơi, nên là muốn xem thử xem là khi mắc chỉ số như thế nào. Quá nhanh thôi, tăng tốc 99 rồi. Và 100, chỉ số tổng 91. Và nó còn dư khá là nhiều điểm cho tech nữa. Tech đầu tiên vào con là 2 chỉ số rồi. Tiếp tục con 4 chỉ số. Đổi luôn một quả tech xanh. Và 4 cộng 3 là 7 các bạn nhá. Dư 7 điểm. Bây giờ mới dính tắc, tắc lên được 91. Cũng ổn. Tiếp tục chúng ta đi ra scout, tìm thêm cầu thủ vàng để nâng. Và đang scout thì tiếp tục Cam vào. Và tất nhiên rồi, chúng ta lại ra kích.
vào dai thật. Đây rồi. Và mình tìm ra được Bruno Fernandes. Cũng có khá nhiều bạn yêu cầu nên là mình sẽ mua để nâng luôn. Bruno thì chỉ số dạng này có thể nâng được hai kiểu là 3 dòng fit 100 đẹp hoặc là 3 dòng tech, còn 3 slot 100 cũng đẹp. Nên là các bạn nâng như thế nào cũng được các bạn nhá. Ví dụ như là Gundogan, chúng ta nâng 3 dòng tech dễ hơn thì chúng ta phải nâng tech rồi, còn nâng fit thì xịt do là chỉ số fit hơi khó. Còn như Bruno, chỉ số fit và tech nó đều không chênh nhau quá nhiều thì chúng ta nên ưu tiên nâng fit hơn. Chỉ số của Bruno đã rất là đẹp rồi, 3 dòng 100, sở chờ 90 nha các bạn. Tiếp tục chúng ta ra Saka. Và lại tới nữa rồi. Chúng ta lại ra kích. Rồi, vẫn kịp. Cố gắng kích càng nhanh càng tốt. Tiếp theo thì mình sẽ cao ra được Saliba. Thì tất nhiên mình cũng sẽ mua luôn. Saliba cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu. Saliba của Arsenal chơi rất bay trong mùa giải vừa rồi. Và chúng ta cũng sẽ nâng full kit trước các bạn nhá. Tắc bây giờ đang là 91. Để xem là dư bao nhiêu tích. Mình cũng qua nhanh thôi. Chúng ta sắp có full fit rồi. Nhưng lại tới nữa. Cam đang vào liên tục các bạn ạ. Không biết là thanh niên Cam này đang có mục đích gì đây. Rồi chúng ta quay lại nâng Saliba. Ok, đã có full fit. Và chúng ta chuyển tách nha. Quá hay quả tách này. Tiếp tục hai phát liên tiếp. Và chúng ta sẽ đập luôn một quả tách vàng. Đúng rồi, tiếp tục đánh tách. Và tách chúng ta lên được 96 nha. Không được siêu phẩm, full fit và tách 100 nha các bạn. Chỉ số này cũng đã rất là đẹp rồi. Tiếp tục ra Saka. Và lại tiếp tục gặp Cam rồi. Vào lắm thật. Rất là dã man. Chúng ta phải nhanh chóng để phá hết số vàng và kim cương này đi. Lại vào. Lại vào thì chúng ta lại kích. Rồi vẫn kích kì. Tiếp đến thì mình có Frankie de Jong 83. Trường hợp như của Bruno Fernandes các bạn nhá. Chúng ta nâng 3 dòng fit đều đẹp, hoặc là chúng ta nâng 3 dòng tách cũng đẹp luôn. Tuy nhiên là những con nào mà chúng ta nâng fit được thì chúng ta nên ưu tiên nâng fit các bạn nhé. Còn những con nào mà bắt buộc phải nâng tách thì tất nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên đập tách rồi. Như là Kevin De Bruyne, Rodri hay là Gundogan. Lại vào. Chúng ta lại ra kích. Thì tiếp tục nâng fit nào. Chờ 80. Hay quá, đập những quả fit xanh mà cứ né sở chờ là ngon. Và quả fit vàng này thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Né sở chờ quá tốt mà lại còn nổ Black Crown. Đến 99% là chúng ta sẽ có 3 tầng 100 rồi. Đó, tốc độ 97 và 98 rồi các bạn ơi. Và cuối cùng thì đập quả fit xanh 3 tầng 100 và sở chờ 89. Đẩy nốt cho sở chờ lên 90 nha các bạn. Và chúng ta chuyển xuống tách. Còn 87. Và quả cuối không được cộng nữa. Chỉ số cũng rất là đẹp cho Frankie de Jong. Tiếp theo thì mình có Alvaro Morata. Mới được lên vàng chỉ số 80. Chúng ta cũng sẽ nâng cho 3 dòng fit 100. Sẽ là đẹp nhất cho tiền đạo. Nhưng mà vấn đề là có vào được hay không. Hay chưa. Quả fit vàng và tốc độ tăng tốc thể lực. Nhưng mà sở trợ vẫn đang rất cao, 87 liền. Mình cũng sẽ qua nhanh thôi. Tốc độ chúng ta đang là 93, 94 rồi các bạn ơi. Và mình đập quả fit xanh 96 và 97. Rất khó để được 3 dòng 100 nha các bạn. Đập luôn quả fit vàng đi. Quả fit vàng cộng 3 nhưng mà lại cộng 3 vào sở trở các bạn ơi. Chứ lại không cộng 3 vào tăng tốc. Nếu như mà cộng 3 vào tăng tốc thì cũng sẽ lên được 100 đấy các bạn. Khi mà 96 cộng 1 lên 98 kìa. Tiếc nhờ. Không cộng 3 vào tăng tốc mới đau chứ. Còn đây là Kevin De Bruyne của chúng ta. Chúng ta nâng 3 dòng fit cũng được nhưng sẽ khó hơn là nâng 3 dòng tech các bạn nhá. Cái nào dễ chúng ta làm thôi. Mình sẽ nâng 3 dòng tech lên 100. Đổi lên fit. Thể lực 84. Được 4 dòng 100 như là combat set và thể lực 100 thì lại thành siêu phẩm luôn rồi. Quả tech vào. Không có sót. Quả này mới vào. Quá đẹp. Tách xanh này thì lại dính tắc. Tách xanh này thì đẹp 97 cho con và sót.
Nhưng mà những quả đổi lên fit thì lại không vào thể lực nha các bạn. Thể lực mới có 84 thôi. Mình đập luôn quả tech vào thì chúng ta sẽ có luôn 3 dòng 100. Còn passport tắc thì đang là 81. Bây giờ chúng ta đổi lên fit. Rồi, lại tới nữa. Vào nhiều dữ. Ôi, vẫn chưa kích được. Vào nhanh vậy. Được rồi, bây giờ mới kích được, mất 2 lần liền. Vẫn không vào thể lực. Phát này vào lên 86. Con này nó lại né thể lực rồi các bạn ơi. Lại tới nữa. Kích nào. Lại vào rồi. Cam đang vào điên cuồng luôn rồi. Đã kích được rồi các bạn ơi. Tiếp tục nâng nốt cho Kevin nào. Và vẫn không vào thể lực nhá. Chúng ta được 3 dòng 100 và 5 dòng xanh 8x. Thôi cũng ổn. Tiếp tục chúng ta đi ra TK tìm con hàng tiếp theo. Đây rồi. Niềm tự hào của châu Á sau đồng minh. Sẽ mua về để nâng tiếp xem thế nào. Xem là có được 4 dòng 100. Tốc độ tăng tốc thể lực và shot. Về cơ bản là nâng sẽ rất là khó. Không dễ gì mà được một phát ăn ngay. Mình nâng khá nhiều rồi. Rồi. Và sau thời gian chào sân của Sodongmin thì Cam đã vào được rồi. Và trong thời gian chào sân đó thì chúng ta không thể làm gì được. Và Cam đã kích chúng ta ra rồi các bạn nhé. Thôi về cơ bản là chúng ta cũng phá đến đây thôi. Còn lại là để cho bạn khán giả tự xử lý nha các bạn. Mình sẽ bảo bạn ấy vào reset đi. Hoặc bây giờ cũng có thể là thanh niên Cam kia cũng sẽ reset con hàng này đi các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay hơn và chất lượng hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.